update mới nhà em đây ạ. Mã số là 1582 nha cả nhà, đồ hơi lấp lánh nha. Chị nào mà thích những cái mẫu sản phẩm phải thật là nổi bật thì đây tham khảo cho em mẫu váy này, với tông màu xanh cũng rất là đẹp mắt luôn nè. Sau lưng được may khóa kéo ẩn bên trong đúp lót không lao bị mỏng luôn. Trời ơi, cái ren này bao nhiêu điểm mấy chị ơi, đặt liền nha. Em này là về không có được nhiều đâu. Tình hình là hôm nay chị nào mà ưng á, chốt liền cho em đi. Giao hàng toàn quốc, nhận hàng kiểm tra trước thanh toán nè. Từ 40 cho tới 65 cân là vừa đẹp cho em nha cả nhà. Mẫu mới về các chị yêu coi là đẹp không? Trời ơi, chấm mẫu này bao nhiêu điểm hả? Sở hữu ngay một em đầm ren hàng cao cấp chỉ với mức giá 369.000 đồng. Duy nhất chỉ được sale trong live stream này và thời gian dành cho các chị yêu là 4 phút nha, trên độ đặt sớm. Tại shop đang bán là 550.000 đồng cho chị Dương Tiền. Còn ngay bây giờ trong bài live này em sale luôn 369.000 thôi cả nhà. Ưng ý mẫu này của em chốt đơn liền tay 1582 và kèm cho em số điện thoại nha. Dễ thương lắm. Mình nhìn nó trơn vậy nha, nhưng mà ở ngoài cái chị nhìn đó, nó sẽ đủ rõ cái hoa văn không. Ở trên live thì sợ là nhìn không được rõ nha. Chứ còn bên ngoài các chị nhìn được cái vòng hoa văn của ren nè. Đó, và kim tuyến là full đồng lấp lánh cho các chị mình là cực kỳ nhiều luôn. Đây, sau lưng khóa kéo ẩn nè, 1582 là mã máy em đang nha cả nhà. Đặt liền nha, em này không có nhiều đâu. Cái đồng ren này em về hiện tại là được 4 size. Tuy nhiên thì mỗi size chỉ khoảng tầm là trên dưới 100 đơn thôi cả nhà. Ôi cái này em size một phát là nó hơi bị sáng quá đúng không? Xem gỡ cho em nha. Bên ngoài tông màu xanh không có quá tươi đâu các chị, xanh này xanh đậm. Anh nha, ở ngoài nhận hàng các chị thấy là cái màu rất là đẹp, vừa mang, không quá lè loẹt đâu. Da trắng da ngâm mang hợp. Eo 82 trước cho em mẫu này là size 2X, em về 4 size. 4 size cho mình lựa chọn ML, XL và 2X luôn. Và em mặc size M chị Diệu Trần thôi. Đây size M nhà em, 40-50 cân và em dưới 70 cho em mình chốt size M. Cả nhà yên tâm đi, tại vì mình mặc size nào là có nhân viên tư vấn mà. Trước mắt là mình đặt mã số kèm số điện thoại cho em trước, còn size số bao nhiêu sẽ có nhân viên alo tư vấn cho mình sau nha. Rồi, may kèm 2 túi 2 bên ạ. Dáng đồng xè phồng đạt trang khuyết điểm tốt cho em luôn hành. May kèm 2 túi tiện lợi cho các chị yêu đây. 1582 em chốt cho chị là Thánh Ngân luôn nè. Rồi, à, nếu mà 68 cân á, bây giờ mình đo thử giúp em cái phần eo váy nè. Eo váy là được may eo cao trên đúng nha cả nhà. Mình đo eo cho em dưới 84-85 thì mình chốt nha. Còn eo trên nữa thì em sợ là nó hơi ôm quá đó chị. Đó, đo thử cho em coi bao nhiêu đi. Em coi vừa hôm em chốt đơn cho mình luôn. Nhận hàng kiểm tra trước thanh toán tại cửa hàng giá bán là 550.000 đồng. Riêng hôm nay chị nào đặt đơn siêu phẩm em mặc mới vừa cập bến luôn. Vừa về hàng là em lên liền cho các chị coi luôn nè. Chỉ có 369.000 đồng thôi. Xịn chưa? Ren hoa cho em hàng cao cấp nha. Em nói cầm cái đầm này trên tay với chị hết hồn. Không nghĩ 300 mấy đâu thiệt sự. Coi cho em cái phần tay nhúng nè. Tay nhúng cho mình phồng ha. Chị nào bắp tay to thì mặc cái kiểu váy này không có sợ chậm. Rồi, em này cầm